Chào tất cả các bạn, mình là Tiến Thành. Hiện tại mình đang là sinh viên khóa 2 của Đại học Benedict. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện. Và chúng ta hãy cùng xem là sau khi mà các bạn nghe xong câu chuyện này thì ta có thể rút ra được một cái bài học gì và chúng ta có thể rút ra cái điều gì thông qua câu chuyện này nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện này thì nói về một cuộc đối thoại giữa một vị sư trụ trì và một vị tiểu đồng. Thì một ngày nọ là vị đại sư trụ trì này mới đưa cho cái vị tiểu đồng này một cái giỏ đan bằng tre. Và tất nhiên là cái giỏ này thì nó không phải là cái giỏ một cái giỏ kín được, mà nó giống như một cái giỏ nhựa bình thường chúng ta thường hay đi chợ đó. Thì là vị trụ trì này mới đưa cho cái anh tiểu hòa thượng này một cái giỏ như thế. Và trong cái giỏ này thì nó cũng không được sạch sẽ gì cả, tại vì là cái giỏ này là một cái giỏ mà được dùng để đựng than, nên là cái giỏ này nó bị dính cái đen của than ấy, nó rất là bẩn. Và nhiệm vụ mà vị trụ trì này giao cho cái anh tiểu hòa thượng này đó là hãy xuống dưới chân núi. Và tất nhiên là cái chùa thì ở trên đỉnh núi rồi, và anh thì hòa thượng này sẽ có nhiệm vụ đó là hàng ngày phải xuống dưới chân núi đi múc nước mang lên chùa. Và tất nhiên là sẽ phải dùng dụng cụ, đó chính là cái giỏ này. Mà tất nhiên là cái giỏ này thì nó làm cái giỏ rỗng rồi, không thể nào mà múc nước được. Thì anh hòa thượng này anh cũng không có cái suy nghĩ gì, không có cái gọi là có cái thắc mắc gì cả, anh cứ làm theo lời của vị trụ trì thôi. Thì anh ta hàng ngày anh ta mới xuống trên núi đi rất là xa, một quãng đường rất là dài từ đỉnh núi xuống trên núi để lấy nước, và lấy nước bằng cái giỏ này. Và anh ta cứ làm như thế thì được một tháng anh ta không thể chịu nổi nữa, tại vì là anh ta nếu mà dùng cái giỏ đấy để múc nước thì chắc chắn là không được một lượng nước nào cả, đúng không ạ? Chỉ có, nếu mà có thì rất ít thôi, dính ở trên bề mặt cái giỏ thôi. Thì đến một ngày thì anh ta không thể chịu được nữa, anh ta mới đi hỏi vị trụ trì đó rằng là tại sao người muốn con đi lấy nước ở dưới chân núi nhưng lại đưa con một cái giỏ như thế này thì làm sao con có thể lấy được? Nếu mà tại sao người không đưa cho con một cái thùng hoặc là một cái gì đó mà nó có thể chứa nước, chứ cái giỏ này ở tre này làm sao mà con có thể mang nước từ dưới chân núi mà mang lên đỉnh núi được? Thì vị hòa thượng này mới nói rằng là mình mới nhìn vào cái giỏ và hỏi là anh tiểu hòa thượng này rằng là con hãy nhìn xem cái giỏ này nó có gì khác biệt so với cái giỏ mà một tháng trước ta đưa cho con hay không. Thì lúc này anh tiểu hòa thượng này anh mới để ý đến cái giỏ đấy, và anh mới phát hiện ra một điều, anh rất là ngạc nhiên, anh phát hiện ra một điều rằng là cái giỏ này không còn là một cái giỏ đen như lúc đầu nữa, tức là không còn dính than nữa ấy. Và cái giỏ này hiện tại đã rất là sạch sẽ, nhìn như là một cái giỏ mới vậy. Và khi mà anh tiểu hòa thượng là anh mới nhìn thấy cái sự khác biệt đấy, thì lúc đấy là vị trụ trì này mới lên tiếng và giải thích với anh rằng là có thể rằng những cái nỗ lực của con ấy, những cái việc làm của con là không giúp cho cái việc mà con mang được nước từ trên từ dưới chân núi mang lên đỉnh núi được, nhưng nó lại có một cái tác dụng khác, đó chính là làm sạch cái giỏ này. Con hãy nhìn xem, một tháng trước ta đưa cho con một cái giỏ nó rất là đen, đựng toàn là than, rất là đen và bẩn, nhưng sau một tháng này cái việc con lấy nước, có thể rằng con không lấy được nước, nhưng cái giỏ này đã trở lên một cái giỏ sạch nhìn như là mới vậy. Thì lúc này anh tiểu thượng anh mới hiểu ra cái vấn đề đây. Vậy không biết rằng là các bạn sau khi mà nghe cái câu chuyện này, các bạn có liên tưởng đến cái việc nào, cái việc làm nào trong cuộc sống của chúng ta hay không? Và chúng ta có liên tưởng đến cái ý nghĩa thông qua câu chuyện này là gì không? Và mình sẽ tiết lộ cho các bạn một chút thông tin, đấy chính là cái việc mà chúng ta làm như của anh tiểu hòa thượng ấy, đó là hàng ngày chúng ta sẽ xuống dưới chân núi ấy, rồi múc nước lên này, tuy không múc nước nhưng mà làm cho cái giỏ nó sáng và nó sạch ấy, thì nó cũng giống như một cái việc mà chúng ta suy nghĩ đến
đó chính là cái giỏ. Nó sẽ giống như là cái bộ óc của chúng ta, cái bộ não của chúng ta. Và cái việc mà chúng ta hàng ngày xuống dưới chân núi để lấy nước đấy, thì cái hành động đấy nó cũng giống như cái hành động đó là chúng ta đọc sách hàng ngày. Và cái nước mà chúng ta mang lên được ấy, thì có thể nhé, có thể thôi nhé, tất nhiên là có những bạn thì thực sự là có thể là có được cái lượng nước mà mình cần. Và mình sẽ nói ở đây cái lượng nước mà các bạn không thể mang được, nó giống như những kiến thức ở trong sách vậy. Có thể rằng khi các bạn đọc sách ngày này qua ngày khác, các bạn không tích lũy được kiến thức, hoặc là các bạn không thể nhớ được cái nội dung trong cuốn sách đó là gì, thì nó cũng giống như là cái nước mà bạn mang từ dưới chân núi lên đỉnh núi thôi. Có thể rằng nó sẽ không đọng lại trong bộ não của các bạn, không đọng lại ở trong cái giỏ đấy. Nhưng chính những cái lượng nước hàng ngày mà các bạn mang đi mang lại như thế, chính cái lượng kiến thức mà các bạn đọc hàng ngày như thế, mặc dù nó không đọng lại được nhiều ở trong đầu, nhưng chính những cái đó nó cũng là một phần giúp cho các bạn tẩy rửa sạch sẽ đi những cái gọi là cái bụi bẩn ở trong đầu, giúp cho chúng ta minh triết hơn, giúp cho chúng ta sáng suốt hơn. Nên là nhiều bạn cũng nghĩ rằng là cái việc đọc sách ấy, chúng ta đọc sách là chúng ta cần phải hiểu, đọc đến đâu chúng ta cần phải nhớ đến đấy. Và chúng ta khi mà chúng ta đọc hết quyển sách này, chúng ta nhất định phải nhớ được nội dung bên trong nó, thì đó mới là cái việc đọc sách có ý nghĩa. Tất nhiên rằng nếu mà cái việc mà các bạn đọc sách xong ấy mà các bạn nhớ được nội dung trong cuốn sách thì đó rất là đáng quý, rất là tốt. Nhưng có những bạn, có thể là những bạn mới bắt đầu tập đọc sách hả? Các bạn đọc xong một cuốn sách nhưng các bạn không nhớ gì, các bạn đừng vội nản chí và các bạn đừng vội cho rằng đó là một cái việc vô ích, các bạn không thành công trong việc đọc sách. Đó là một cái suy nghĩ sai lầm. Tại vì là những cái lời lẽ, những cái ngôn từ và những kiến thức ở trong những cuốn sách các bạn đọc, có thể các bạn không nhớ gì, nhưng thực chất nó giống như là một cái với thước phim ấy, nó lưu lại trong trí óc của các bạn rồi mà các bạn không biết thôi. Và những cái mà nó lưu lại trong trí óc của các bạn đấy, nó sẽ từng bước gột rửa cho cái tâm trí của các bạn, làm cho đầu óc của các bạn trở nên sáng suốt, làm cho đầu óc của các bạn trở nên minh mẫn hơn. Và một ngày nào đó thì có thể rằng các bạn sẽ phải biết ơn đến cái hành động đọc sách của các bạn. Nó sẽ giúp cho đầu óc của các bạn sẽ tự động là dung nhập những kiến thức đấy lúc nào mà các bạn không hay. Và như mọi người cũng rất là hay nói, đó là sách ấy, là cái nguồn trí thức vô tận của nhân loại. Do đó nên là cái việc đọc sách nó là một cái việc thực sự rất là quan trọng đối với tất cả mọi người, đối với những bạn trẻ mà có khao khát rằng muốn có được thành công hoặc là muốn làm được một việc gì đó, thì cái việc đọc sách là cái việc không thể thiếu. Nó cũng giống như là cái việc hàng ngày chúng ta gánh nước bằng cái giỏ kia vậy. Và cái việc mà chúng ta đầu tư ấy, thì chắc chắn một điều rằng không một cái sự đầu tư nào cho bản thân. Các bạn đầu tư cho bản thân, đó là một cái hình thức đầu tư lợi nhuận nhất. Các bạn đầu tư vào bất động sản không bằng đầu tư cho bản thân các bạn đâu. Do đó nên là cái việc đọc sách chính là cái việc cho dồi kiến thức và là cái việc đầu tư cho bản thân rất là tốt. Do đó nên là những người mà có cái suy nghĩ rằng là chúng ta cần phải thành công, chúng ta cần phải giàu có, thì trước tiên chúng ta hãy bồi đắp thêm cho cái tri thức của mình trước đi bằng cái việc đọc sách. Và cái việc đọc sách đấy nó là một cái yếu tố rất là quan trọng để giúp chúng ta nâng cao tri thức, giúp chúng ta thành công sau này. Đó. Hy vọng là sau thông qua cái câu chuyện này thì các bạn có thể hiểu được phần nào là cái tầm quan trọng của việc đọc sách, như cái giá trị của việc đọc sách mang lại cho cuộc sống, cho tâm hồn của các bạn. Mình biết rằng là các bạn trẻ bây giờ ấy, cái việc mà chúng ta tiếp cận với Internet và công nghệ phát triển dẫn đến cái việc là các bạn bỏ bê cái thói quen đọc sách, thì đó là một cái thói quen tốt. Và tất nhiên là cũng có nhiều người là lên mạng cũng như là để tìm những cái kiến thức tốt thì cũng
ok. Nhưng mà phần lớn các bạn trẻ hiện nay là chúng ta đang lướt mạng, lướt internet không mục đích, chỉ phục vụ cho cái nhu cầu giải trí của các bạn, và nó rất là lãng phí thời gian. Do đó nên là mình khuyên các bạn rằng hãy để dành một khoảng thời gian lớn để các bạn đọc sách, trao dồi thêm kiến thức và kỹ năng, thì các bạn sẽ có đạt được những cái thành công cho những mục tiêu mà mình đã đặt ra.